chào cả nhà nha, hiện tại chị đi cũng vừa tới cả nhà. Đi đồ về hết trơn nha cả nhà. Đó. Đây đây rồi. Rớt cái điện thoại rồi đó nha. Đây. À. Cái nhà. Ở nhà giặt rồi thôi sao hàng Nga của showbiz luôn nha cả nhà. À, thì bắt hai cha nữa kìa. À, đây là phía sau. Hôm nay chị ba có đi chuyện không? Bây giờ. Chị tắm đi vô còn đi con kia đâu rồi? Mày cười gì vậy? Cười gì vậy? Thôi kéo lên đây. Chào chị Mai Ca. Bữa nãy nó chửi tao trong xe mà giờ nó thấy bị quỳ đi mấy ai ở đây. Ai nó mới chửi chị đó. Chị Mai Ca hiền lắm. Dạ. Rồi, giao chị đi lại cho mọi người. Dạ. Chị ba ơi. Giao chị đi lại cho chị. Vô luôn. Rồi. Cái vụ buôn bán của Loan. Đúng không? Có người nói chị là người nhập hàng, tất cả tiền bạc là đổ vô chị hết. Đây đây đây. Đâu rồi? Kế toán kế đồ này kia đâu đây rồi? Chích vô cái. Cái đó là cái con nhỏ mà đòi cá 10 tỷ đó. Đó, cái con nhỏ đòi cá 10 tỷ đó. Đâu phải nó đòi cá 10 tỷ á. Cái nhỏ cá 10 tỷ. Nhỏ cá 10 tỷ nó nói chị Ly á là nhặt cô bò chả gì nọ này kia cái gì đó là không. Do chị Ly hết. Còn chị Ly sao nữa, từ từ chị Ly nói từ từ. Ngồi ghế đi chị Ly. Ủa ở nhà đây mày in nhập hàng anh cắn. Bà có mới vừa bơm Mỹ mới lên. Bơm Mỹ đâu rồi? Đó. Bấm Mỹ ơi. Giờ làm rõ vấn đề hôm nay luôn nha. Khoan, đây đây cô Ni nói con đây nè. Con ở đây hết rồi. Người ta nói là cô Ni nhận làm hàng cho mớm bán, ví dụ con là cái người trong nhà đi. Đúng rồi, mà Khoa cũng là người làm. Người hồi xưa giờ đầu tiên mà đi mà bà Loan nó bán hàng online tới giờ luôn á. Cái nguồn hàng phải cô Ni nhập không? Ừ, cô Ni có quản lý tài chính không? Ừ, có cái gì của cô Ni không? Hỏi trong nhà hết luôn, trời là trời. Mà Khoa ở đây, Khoa có thấy ai đến đưa hàng cho Loan bán mà phải thông qua Ni không? Ừ, đó. Ở đây mà đi tại vì á, có nhiều người nói á, là chị Ni đi ship nợ cô bò với mít sấy về đưa cho Hồng Loan bán. Là con nhỏ mà đòi cá 10 tỷ đó. Đó là nó nói gì đó, rồi bây giờ em Khoa thấy vấn đề này sao? Ông bé này, cái quan trọng nhất là chị Ni sao nói là tất cả cái thu nhập là phải thông qua Ni. Và những cái nguồn hàng mà Loan đang bán là chị Ni sao nói rất rõ là chị Ni là người khống chế hết trong nhà luôn. Đau đầu lắm. Đó không? Nè, giờ chú Chánh cũng lên tiếng giúp chị đây có không? Mà bà rất tào lao á. Đó không? Rất tào lao. Anh Chánh ở đây giờ lâu rồi. Anh Chánh có thấy ai đến chào hàng phải thông qua Ni không? Không. Hay vậy tại nhà tôi vậy. Thực ra những người mặc trong gia đình rất hay đồng ý đến hàng gieo. Ừ, đó, qua là tiêu hàng không đó. Không có ai nữa. Cái đó nó quay ngắn quá. Vậy mà nói chị Ni là cái người đứng ra siết nợ khô bò với siết nợ mít sấy về đưa cho Hồng Loan bán. Không, siết nợ khô bò, siết nợ mít sấy là nó làm cho quá lên thôi, nó có gì mà nhập hàng cũng... với lại quản lý tài chính đó cơ. Quản lý tài chính và tất cả những người chủ hàng, tất cả từ Yến cho những cái mặt hàng mà Loan đang bán. Là chị Mì Xào nói rằng là chị Ni là người khống chế và thông qua chị Ni. Đó dành là chị Mì Xào, không phải là chị bọn em nói trên Facebook chị cũng có đăng. Lại nè, Khoai là cái người mà coi như là ở trong nhà. Khoa hàng không Khoai chưa hút đó. Mọi bị mừng tất cả mọi người trong nhà nè. Đó, cô có nhập hàng có hỏi qua cô Ni không? Không, cô Ni cũng không có tham gia. Nhưng ví dụ như có vấn đề mà như Yến đi cũng là Loan chọn. Ví dụ tất cả các mặt hàng Yến thì Loan chọn. Ừ chị Ni ơi, chị đi ra nhà máy với em, ok có đó. Chứ còn Yến là không có phải chị Ni là người chọn, không có gì chị Ni chọn hết đó. Còn tài chính cho chị Ni gì đó, sử dụng gì đó. Trời ơi, tiền đổ vô túi chị Ni hả? Trời ơi, chát ác ghê luôn. Tức là về cái thanh toán tài chính là phải thông qua một cái quỹ của chị Ni. Nói tóm lại như chị Mỹ Sào chị nói là bên ngoài thì là Hồng Loan nhưng bên trong tất cả là do chị Ni khống chế. Mà chị ấy không phải đăng Facebook đâu. Bé Tư còn sống, anh Hai còn sống, chị Ba Bình Tĩnh còn sống. Anh Chánh còn sống, ai còn sống nhanh răng rồi. Sống nhanh răng. Nói bậy nói cho bự. À, nói bậy là nói chuyện. Nhưng mà đây còn là có những người trong gia đình qua là cũng là bên kỹ thuật luôn chứ không phải là chỉ có là người không biết nhé. Mà đơn giản là mọi người cứ đặt một câu hỏi đi. Thành Mỹ, Hồng Loan, Bùm Bùm là những người không có kiến thức à? Đúng không? Phương là những người không có kiến thức. Ừ, chồng Phương nữa nè. Chồng Phương, Mỹ, Bâm nè. Rồi Chánh nè, Phương nè. Con gái của Loan cũng học hành đàng hoàng, cái sâu nó biết sổ sách nè.
rồi Hải nè, cùng mé Tư, đặc biệt là mé Tư nè ha. Chị Ba Bình Tinh nè, anh Hai Vũ Lưng nè. Trời ơi, chị đi mà vậy rồi, chị đi chắc bị bung ra khỏi nhà từ sớm rồi. Đúng rồi. Làm cái gì cũng phải vừa người xuống vườn ơi, có một chi tiết chị nói cho mọi người biết thôi, xuống giống người nhà chị đi có nhắn tin cho chị đi, có nghĩa là bà con không phải là bà con gần, bà con hơi xa, kêu là đi ơi xíu ơi á, là chị đi á là kêu dùng gì để gì nhập hàng đó nè, gì nhập ở đâu, gì nhập gì đen lên ra, tất cả mọi người trên thế giới đây á, mà trên Sài Gòn này, ở Việt Nam này, đi nhập thì ném lo ra giùm con, tại vì con không có dính vô, gì là gì của con cũng cho dính, gì mà bà con kiểu bà con mà xa xa đó. Đó là chịu tụi em hiểu rồi, rất là sợ. Phương Bâm toàn tại Phương cũng là người có học Bắc Phốt là nói chị Nơi là cái người là nhập hàng cho tụi em bán, tất cả cửa hàng này là nhập, rồi chị Nơi là cái người mà thâu tóm tài chính gì đổ cho chị Nơi. Trời ơi, ai là người nói vậy chị? Cái mặt thôi em, cái mặt thôi. Nó có ở đây, chị lên tự nhập hàng cho đây bán mà. Mọi người, chị đi không có nhập hàng cho em. Mấy bạn ở trong cao quá, mấy bạn không quá, mấy bạn ở ngoài không thấy gì, thấy lưng với đầu mấy bạn. Tại vì ở trên mạng nói chị đi là đi siết nợ khô bò với bức sấy. Không vậy đưa cho lon bát. Thì tụi nó nói sao, nói gì đúng không? Nó nói sao, nói gì đúng không? Xin chào mấy nhà nha. Hiện tại thì rất là đông luôn đó nha. Dạ, mình chào cả nhà ha. Thì hiện tại là chị Ni vừa về, thì cũng có một đôi dòng muốn nhắn gửi đến những người mà như là du quan chị Ni cả nhà. Dạ, thì hiện tại giờ rất nhiều anh em YouTube đang tác nghiệp ở bên trong và cũng như là lấy thông tin và chia sẻ đó cả nhà. Nhà mình trong buổi chiều hôm nay bên có một phía nào đó thì có nói là chị Hồng Ni cả nhà, như là chị Xíu đó, thì nói là chị đứng ra thâu tóm hết những tiền mà hay là đặt hàng này kia là của chị Hồng Loan là đều chạy vào tài khoản của chị Ni. Nó thì chị Ni có làm rõ, kêu Bùm Bùm ra, kêu Hành Mỹ ra và kêu anh Phương ra hỏi xác nhận coi có đúng hay là không. Dạ. Thì tí nữa ở đây thì sẽ có rất là nhiều thông tin gửi đến cả nhà mà luôn. Dạ, thì rất mong cả nhà yêu mến chị Hồng Loan á thì hãy like và ủng hộ Hậu Nhân. Thì Hậu Nhân và cho Hậu Nhân có động lực chia sẻ mỗi ngày ở đây cập nhật thông tin đến cả nhà, cũng như là gửi thông tin đến cả nhà trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì có được thông tin gì thì Hậu Nhân sẽ cập nhật thông tin đó gửi đến cả nhà. Thì Hậu Nhân cũng xin chúc cho cả nhà mình á thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ, clip thì cũng khá dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.